Phu Hoàng, Giang Đô là yếu điểm của Đông Nam. Lấy được Giang Đô thì các dùng Hà Nam sẽ lọt vào tay của mình. Vì mình tiêu diệt Lý Mật thì Trung Nguyên sẽ thuộc về mình. Không sai. Dư Văn Quá Cập giết vua Tự Lập, đại nghịch bất đạo, tàn bạo bất nhân. Lúc này thổ phiệt Dư Văn Quá Cập là thích hợp nhất đó. Được. Thế Giang, nay Trẫm phong công làm soi, lập tức thống lãnh ba quân tiến thẳng Giang Đô. Thần nhi tuân lệnh. Lý Thị Dật, Trẫm nhất định phải giết ngươi. Muốn giật dân sơn của Trẫm hả? Dễ dàng gì? Số mình đã hết rồi, thôi mình đầu hàng đi. Trẫm không đầu hàng. Trẫm vô còn có bị thua mà. Trẫm không thua đâu. Trẫm không thua đâu. Từ nơi ai mà nói đến đầu hàng thì Trẫm phải giết người đó, có biết chưa? Hoa Cập, con điên rồi sao? Ta không điên. Từ nơi ai mà nhắc tới đầu hàng thì Trẫm nhất định sẽ giết người đó. Trẫm thiên tôi dặn thế, thống nhất dân sơn. Đại Dương Phu, phải biết nhịn nhục. Cho hắn thắng một trận này đi. Mai này mình sẽ có cơ hội, sẽ kéo quân đánh lại mà. Trẫm chưa có thua, Trẫm không cần kéo lại, có biết chưa? Đừng có nằm mơ nữa. Binh mã của Giang Đô đã đi hết phần nữa rồi. Thôi mình đi đi. Người cơ miệng, Trẫm không bị thua đâu. Từ nay Trẫm không muốn nghe vậy nữa, có biết chưa? Lý Thái Dương, đừng bằng giết ơi! Mọi người hãy nghe rõ, Trẫm phải giết cho Lý Thái Dân tại gian tại này. Các người hãy chịu tội binh mã, theo tôi đại thần. Có nghe chưa? Còn cấm hành động, Trẫm sẽ giết các người. Hoàng thượng, binh mã của mình chạy gần hết rồi. Làm sao đánh lại, hay là mình mở cửa thành đầu hàng đi? Trẫm đã nói qua rồi, ai mà nhắc tới đầu hàng đều phải bị chết. Dư Văn Quá Cập, người đừng nằm mơ nữa, người đã hết thời rồi. Hả? Không sai, bây giờ chặt đầu người xuống, cho Lý Thế Dân quả bay cũng được làm quan nữa, đi lấy người cùng chết. Lúc Trẫm làm hoàng đế, lúc mà Trẫm phong quan, các người đều tới định mời Trẫm. Bây giờ Trẫm hết thời rồi, các người dám tới chạy đạp hả? Đúng là thứ tiểu nhân đê tiện, không bằng loại chó. Phải, ở đây làm bậy, công dưới cũng bậy, ta là tiểu nhân, ngươi cũng là tiểu nhân. Hả? Nhưng chúng ta tiểu nhân mà biết thời vụ. Chẳng có ai. Lên. Các người dám băng để chậm hả? Làm phải giết cho các người. Cây đao đâu tại người, không xứng giết Trẫm. Trẫm không bị thua đâu. Phong lên. Tiểu tướng đã mang tới đầu người của Dư Văn Quá Cập tới đây đầu hàng. Báo cáo nguyên soái. Đi theo ta. Tiểu tướng tham kiến nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử, lần này thổ phiệt hoàng đế ân đức vô lượng là phước của bá tánh đó. Mặt tướng chuẩn bị tất cả, nhị hoàng tử có thể vào thành ngay. Bữa nay ngươi bán rẻ Dư Văn Quá Cập, mai này ngươi cũng bán rẻ được lại đường ta. Tuy ta không giết tướng Hà, những thứ dân bị ổi như người ta không dùng đâu. Ngươi đi đi.
Nhị quân tử, dẫn nó ra ngoài. Dạ. Nhị quân tử, đi. Nhị quân tử, đi. Truyền lệnh của ta, ta quân lập tức vào thành. Dạ. Dạ. Phu nhân à, bên ngoài lộn xộn lắm đó phu nhân à. Tôi biết quân sĩ làm phản đã giết chết Dư Văn Quá Cập rồi. Bây giờ quân đường đang vào thành. Tốt lắm, tốt thật. Tại sao phu nhân còn nói tốt vậy? Thiên lý tuần hoàn. Ngày trước họ đối xử Dương Quảng thế nào, bây giờ người ta đối xử lại với hắn. Phu nhân, trong thời loạn lạc có thể sống toàn là một chuyện tốt chứ. Lần này ta cũng không muốn chết. Ngươi đi được thì hãy đi mau đi. Phu nhân, công bà. Ngươi đi đi. À, dạ được. Dương Quảng, Dư Văn Thuật, hai người giành tới giành lui, kết quả lại được gì chứ? Hoa dương héo, hoa lý nở. Hoa héo, hoa nở, thay phiên nhau. Các người đi theo thử coi. Dạ. Dạ. Dư Văn Thuật, Dư Văn Thừa Tướng. Nhị công tử, chúc mừng người. Giang đồ rốt cục cũng đã lọt vào tay của người. Ta nghĩ không bao lâu Trung Nguyên cũng sẽ nằm trong tay của người. Dù ngươi là quân khanh công hầu hay là phàm phu tục tử, rốt cuộc cũng không thể thoát chết. Chuyện xưa đã làm, không biết có cảm nghĩ gì hả? Thái Nguyên các người xưa nay tự do là kẻ nhân nghĩa. Lần này công tử vào thành cướp đất, lại có giải thích gì hả? Ta làm vậy không phải vì lòng riêng tư, chỉ mong tàu phước bá tính, thế thiên hành đạo. Trên thiên hạ này chỉ nhân quý nhất. Dư Văn Quá Cập là hoàng đế hành hạ bá tánh không kém với Dương Quảng. Lần này ta tấn công Dương Đô, hy vọng các lão bá tánh của Dương Đô được thoát cảnh lầm than. Đừng nói nhiều vô ích. Thật ra ngươi cũng vì lòng riêng tư thôi, tàn hại bá tánh. Ta với người điểm khác biệt nhất là ta không giả dối như người. Hắn cũng là một người trung thần với vua. Các ngươi phải trông các hắn đàng hoàng, không được có lòng bất kính. Dạ. Anh này mua đi, mua vô. Chuyện gì? Em bắt được một tin mới, nói đại đường đã vào được Giang Đô, cha con Dư Văn Thuật đã bị chết. Có gì mà lạ? Lý Thế Dân hùng tài dĩ lược, Lý Đường xưng bá Trung Nguyên là chuyện số muộn mà thôi. Bóng quan thượng. Bình thân. Tạ quan thượng. Quan thượng, Di Thần vừa bắt được một tin, nói gần đây Tây Vực có một người thừa cơ quật khởi, kéo quân chiếm khoáng trường, thế lực ngày càng hùng mạnh. Có biết là ai không? Người này cũng có thể nói là cố nhân của mình. Hắn chính là Cầu Diêm Khách Trương Tam Lang. Tam ca? Trương Tam ca chưa chết sao?
Phu hoàng, chiến dịch Kim Lương tướng sĩ của hắn bị chết dưới sông, hắn nhất định sẽ chống lại đại đường của mình đó. Hay là mình ra tay trước đi, sẵn đây nó chưa mạnh, mình tiêu diệt nó để trừ hậu hoạn nha. Ê không được. Hoàng đệ, anh biết Cầu Diêm Khách là hoàng đệ của em, vậy có phải là cho dù đại đường của mình có nguy hiểm em cũng không đồng ý ra quân hả? Ê quan huynh, xin đừng hiểu lầm. Anh hiểu lầm. Ê, các cô đừng gây nữa. Thế Dần cũng nói đi. Dạ phu hoàng, Cầu Diêm Khách trú ở Tây Dực, cách mực một khoảng xa, nhưng Lý Mật ở đằng sau lưng mình mới là mối họa lớn của mình. Nếu mà bây giờ mình kéo quân Tây Dực, Lý Mật thừa cơ đột nhập thì mình làm sao chống nổi. Cho nên thằng nghĩ là mình phải ổn định nội bộ rồi mới chống ở ngoài mới là thượng sách đó. Được, vậy thì làm theo ý của con. Do con thống lãnh ba quận, tấn công quận Dinh Dương, phải giết cho sạch mọi người Lý Mật này để trừ hậu hoạn. Thần nhi tuân chỉ. Chưa đại ca thì chưa chết sao? Đúng vậy, Tam ca vẫn còn sống, vậy thiệt là hay quá. Hay là để em đi Tây Vực thăm ảnh, luôn tiện giải thích với ảnh nha. Chuyện tới nước này còn gì mà giải thích nữa. Nhưng mà anh cũng định đi thăm ảnh, nhưng mà tạm thời chưa được đâu, tại vì nay mai anh sẽ xuất chinh. Anh đừng có đi, nếu hoàng huynh anh đi được rồi, anh cũng thích làm chủ soái lắm mà. Không được, lần này anh phải đích thân kéo quân xuất chinh. Tại sao vậy? Em có biết anh đi đến ai không? Em sao biết được, anh đánh người này người nọ, làm sao em biết được chứ? Em còn nhớ Lý Mật không? Lý Mật, hắn gạt anh em cứ chạy ngã cương và hãm hại Trương đại ca nữa, còn hại chết Sương Nhi. Em phải đi với anh. Em cũng đi, vậy không tiện lắm đâu. Em đâu phải chưa thử qua đâu, em phải đi với anh. Anh đã quên mình phải sống chết với nhau sao? Đường quân hành quân cấp tốc đã tới 80 dặm ngoài thành rồi. Lý Thế Dần, ngươi tới thiệt mau quá. Được, thì mình hãy đỏ sức nhau, coi thủ đoạn của Lý Mật cao hay là binh mã của Lý Thế Dần cao. Kiên lĩnh của ta, tất cả binh mã đều kéo tới cốc hồ lô. Cốc hồ lô? Không sai. Còn không đi mau. Dạ. Lý đại ca, trú quân sơn cốc không xây cất, lỡ như Lý Thế Dân cho người tập kích. Ê, người có thể yên tâm. Quân ta tướng dũng binh cường, Lý Thế Dân không ngu dại gì mà dám mạo hiểm chọi thẳng với chúng ta đâu, có phải không hả? Nhưng mà nếu như hắn dám vậy thì cần trú ý của ta đó. Người tưởng ta sẽ sợ hắn sao? Lý đại ca, kiêu căng tự phụ là điều kiện của binh gia. Nếu như ngươi sợ chết thì kéo quân về đi, chỗ này không cần ngươi. Truyền lệnh của ta, trước khi trời tối mọi việc đều phải chuẩn bị xong xuôi. Dạ. Ta phải bắt Lý Thế Dân có mạng vào đây, sẽ không có mạng đi ra. Binh mạng của Lý Mật trú ở các hồ lô hả? Hắn thiệt là tự phụ. Hay là mình kéo quân đi tiêu diệt hắn đi. Ê, Lý Mật là người mưu mô xảo quyệt, hắn không sợ ấy vậy đâu. Bấm nguyên soái. Sao rồi? Nguyên soái đã đón không sai, ở trước cốc hồ lô có một đồn gác, còn có nhiều binh sĩ trú gác. Đồn gác? Tốt, mình sẽ đánh Lý Mật một cách bất chợt. Lý Nguyên Bá nghe lệnh. Dạ. Lên. Nguyên soái, không xong rồi, Lý Dân đã kéo tới đây. À.
Lý đại ca, mạnh giỏi hả? Nhị hoàng huynh của ta có dặn là sau khi săn bạn đồn gác của các người thì lưu thủ ở đây. Ai nói các người có thể đi ngang đây? Quả nhiên anh đoán không sai. Ngươi muốn giết thì giết, không lẽ ta sợ ngươi sao? Nhưng mà ngươi ý đâu hiếp ít, rồi chết cũng không phục đâu. Ủa, vậy làm sao ngươi phải phục hả? Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có dám một trận một với ta không? Võ công của hắn cao lắm. Được, bữa nay ta cho ngươi phục sắc đó. Không phục, tứ hoàng tử quá nhiên cao cường. Tại hạ thì không phục sát đức. Đứng lại hết. Nếu như không, ta sẽ giết hắn ngay. Cái gì? Lý Mật đã bắt tứ hoàng tử làm con tin hả? Lập tức điều động binh mã rượt theo Lý Mật. Còn nữa, Lý Mật đòi điều kiện gì tạm thời hứa với hắn? Dạ. Vô Kỳ, ngươi ở lại đây coi chừng mọi việc. Ta phải đích thân đi bắt Lý Mật. Bọn nguyên soái, chúng ta đã tìm được tới hoàng tử. Thế nhưng có phải Nguyên Bá đã xảy ra chuyện không? Nguyên Bá em thức dậy đi. Nguyên Bá, chị tới chơi với em nè. Nguyên Bá, đại ca, tại sao lại như vậy? Lý Mật tên nhân tật này, ta nhất định phải phân tay người ra. Lý đại ca, nếu Nguyên Bá bị chết, Lý Thế Dân nhất định không chịu thôi đâu. Sao không nghe lời ta, đừng giết nó, thả nó đi là xong rồi. Ngươi nói đã chưa hả? Lý đại ca, nếu ngươi nghe lời ta nói, đừng cho quân ở cốc hồ lô. Đừng nói nữa, tôi hỏi là ngươi cấm miệng đi. Ngươi có biết không, mình bữa nay lâm cảnh bữa nay cũng vì ngươi thôi. Ngươi nghe ta nói có được không hả? Được, ngươi có thể đi. Đi cứu hàng lý đường đi, chỗ này không ai cản ngươi đâu. Ngươi coi thiệt hùng tính này là người gì hả? Ta là một người nhát chết hay sao? Ngươi thiệt không đi quy hành lý đường sao? Lý Nguyên giả nhân giả nghĩa, mua chiều đoạt gì, ta đã ghét hắn lâu rồi. Nếu muốn ta quy hàng hắn, trừ khi ta điên rồi.
Nhưng mà bây giờ tình thế ép người, người thì không sợ sao? Sợ cái gì? Cùng lắm là chết. 18 năm sau ta là hảo hán rồi. Nếu ta quy hàng Lý Đường cho ta lúng ruột lúng bụng, không được thiên chung. Đã biết ngươi không sợ chết mà. Nhưng mà ta sợ. Tại sao? Tại sao? Tạm thời ta không thể nói cho ai biết. Ta phải quy thuận Lý Đường để bớt nhiều rắc rối. Trên thế gian này chỉ có người chết mới giữ được bí mật thôi. Người giết chết Lý Nguyên Bạc còn muốn hàng Đường hay sao? Phải hay không thì thử qua mới biết. Tính mạng của ngươi vô ta lượm lại. Nhiều bữa nay ta giết người cũng không thẹn với lòng ta đâu. Nguyên Bá nó đã bị thế vậy. Phu Hoàng đã biết được rồi. Có cầu sống chết còn mạng. Hoàng Nhi, cô đừng quá đau lòng. Con nhất định sẽ phanh thay Lý Mật ra để trả thù cho tứ hoàng đệ. Bỏ đi, người dù sao cũng chết rồi, chỉ là coi nó chết có giá trị hay không thôi. Cha, Hoàng Nhi bình thân. Phụ hoàng muốn con gặp một người. Đi.
Lý Mật tham kiến nhị hoàng tử. Tốt, người tới đúng lúc lắm. Bữa nay cả phải phanh thân người ra để trả thù cho tướng hoàng đế. Nhị ca, nhị công tử, nhị ca, nhị ca, nhị ca, buông tay, buông tay ra. Phu quân, Lý Mật bữa nay là tới quy hàng đại đường của mình đó. Quy hàng? Trên tay của hắn không có một binh một chốt, có tư cách gì mà quy hàng? Ê, nhị hoàng tử đã quên hai bộ hạ của tại hạ Trừ Thế Đích và Dương Bá Đương hay sao? Họ đã chiếm hai thành Thượng Dương và Hạ Dương và tiếp ứng cho nhau sao? Bây giờ đại đường quân lực hùng hậu, muốn chiếm lấy hai thành trì này không phải là chuyện khó đâu. Nhưng mà làm như vậy sẽ có nhiều bá tánh bị giết hại nữa. Đại đường tự cho là những kẻ thân nghĩa, không lẽ nhị hoàng tử lại nỡ lòng hay sao hả? Ngươi thiệt bỉ ổi, lấy hai thành trì để mưu chuộc phụ hoàng ta. Hãy hoàng nhi à, không được nói bậy nha. Đúng đó nhị hoàng tử, Lý Mật này chỉ là một bình dân thường thôi, ngươi nói sao cũng được. Nhưng mà phụ hoàng của ngươi đã là hoàng đế rồi, ngươi nói hai ngôi thành trì đã mua chuộc được ổng sao hả? Vậy thì là khó nghe quá đó. Không sai, may là phụ hoàng là người rộng lượng. Nếu như không, chỉ có hai câu nói vừa rồi của em đã phạm tội khi quân rồi đó. Sao còn không xin lỗi với phụ hoàng? Anh phụ hoàng, Lý Mật là con người nham hiểm gian trá, mưu mô xảo quyệt, ganh gì trò dèm pha nói xấu. Nếu để hắn ở lại nhất định sẽ có hậu quả. Hay hoàng nhi con, hoàng thượng, nếu hoàng tử có thành kiến với Lý Mật này, vậy Lý Mật này cũng khó đứng vững ở đây. Cảm ơn hoàng thượng rộng lượng, bỏ qua chuyện xưa, Lý Mật này xin cáo từ. Đứng lại, ngươi muốn bỏ đi vậy sao? Hoàng nhi con, phu hoàng, đây là hung thủ giết chết Nguyên Bá, không lẽ cha cho hắn bỏ đi vậy sao hả? Hoàng nhi à, không lẽ Nguyên Bá bị chết ta không đau lòng sao hả? Nhưng mà hai quân đồng trận, anh có tự thường, ta nghĩ Lý Mật cũng vì bất đắc dĩ thôi mà. Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng quả nhiên là một hoàng đế nghiêm minh sáng suốt. Lý Mật vì tin hoàng thượng là một ông vua nhân nghĩa nên mới mạo hiểm tới đây quy hàng. Từ Thế Tích và Dương Bá Đường là thân tín của tại hạ, chỉ cần một lời của tại hạ, họ sẽ bỏ thành quy hàng để vào đại thống. Nhưng mà nhị hoàng tử quyết ý không tha lỗi cho Lý Mật, bắt Lý Mật phải chết lại có khó gì chứ. Nhưng chỉ biết là nếu tại hạ bị chết rồi, anh em của tại hạ sẽ không bỏ qua đâu. Chừng đó quyết chiến lẫn nhau là việc khó tránh. Tôi hứa hoàng tử nói lòng sao hả? Ngươi thiệt nói bậy nói bậy quá. Là của Lý Mật hợp tình hợp lý, đại đường mình khai quốc là lấy dân nghĩa làm bổn, quyết không thể vì một ít oán riền mà làm tổn đại nghĩa. Phu hoàng, cậu đừng nói nữa. Phụ hoàng đã hứa với Lý Mật rồi, bỏ qua chuyện xưa, vì quy hàng phụ hoàng đã có lời hứa, nếu ai phản đối thì sẽ bị xử tội khi quân. Cảm ơn hoàng thượng thưởng thức, Lý Mật sẽ ráng hết sức để thuyết phục Từ Thế Tích và Dương Bá Đương hai người tới quy hàng với hoàng thượng. Bình thân. Tả hoàng thượng, nay được Lý Khanh Gia hiểu được đại nghĩa quy hàng Lý Đại Đường, chậm nhất định không bạc đãi các người đâu. Tả hoàng thượng ân điển. Phụ hoàng, không lẽ phụ hoàng để Nguyên Bá chấp quan vậy sao? Nhị hoàng huynh, anh đừng có quấy rầy phụ hoàng nữa được không? Phụ hoàng đã hứa với Lý Mật rồi, không lẽ anh muốn phụ hoàng nuốt lời sao? Không sai, dù sao tứ đệ cũng chết rồi, cho dù bây giờ em giết chết Lý Mật cũng chẳng bổ ích gì. Phụ hoàng, cha biết nguyên bá gì sao mà chết không? Là Lý Mật tên tiểu nhân này dùng quỷ kế từ lúc tứ đệ sơ ý và đánh lén nó. Dùng binh không kỵ gian trá, Lý Mật làm vậy cũng khó trách được mà. Dân tính, điện hạ còn quá nóng nảy rồi. Nếu như Lý Mật chịu lấy hai thành trì Thương Dương và Hà Dương để trao đổi, đâu phải là một việc không tốt chứ? Không sai, nếu hai thành trì mà đổi lấy một Lý Mật, mình không tổn một binh một chốt, dù tính làm sao cũng có lời đó. Thưa cha nói đúng không hả? Vì phụ hoàng không nỡ lòng, thấy có nhiều người tử thương nữa, mới tiếp nhận quá nghị này thôi. Phụ hoàng, nếu như Lý Mật muốn đầu hàng, sao không dẫn theo Từ Thế Tích và Dương Bá Đương tới chung hả? Hai thành trì cộng thêm mấy chục vạn người mà nói quy hàng là hàng sau, người ta phải có phòng hờ chứ, nhất là phòng hờ nhị đệ đó.
Hoàng huynh là hắn giống không nguy hàng nào. Ê, hai con đừng gây nữa, phụ hoàng sẽ biết lo liệu. Thiên hạ đường kim, tuy thế cuộc đã được ổn định, nhưng còn nhiều quân lính lẻ tẻ chiếm thành tự lập. Nếu một mày giết chết Liêm Mật, không những là mất uy tín của đại đường, còn khiến các người muốn quy hàng mình cũng sợ hãi. Như vậy muốn thiên hạ quy hàng thì sẽ càng khó hơn. Không sai, phú quan, Lý Mật bất nhân bất nghĩa đê tiện như vậy, thiên hạ ai nấy đều biết. Nếu mình không giết hắn thì là thiên lý khó dung. Hey, phú quan không thể thất tính với thiên hạ, con đừng nói nhiều nữa. Phú quan, điện hạ, lời nói của hoàng thượng rất là có lý. Thôi mình để cho hoàng thượng nghỉ ngơi nha. Hoàng thượng, Di thần cáo lui. Thần Nhi cáo lui. Tại sao cứ ta về không cho ta lý luận với hoàng thượng? Lý luận? Phụ hoàng của cậu đã coi Thương Dương và Hà Dương hai tỉnh là vật trong túi, nhất định phải chiếm lấy đó. Cậu còn gì mà lý luận chứ? Chắc người đã quên Nguyên Bá vì sao mà chết. Thật ra tình hình bây giờ rõ ràng lắm mà. Phụ hoàng của cậu vì hai thành trì này nhất định không giết Lý Mật. Còn hai hoàng huynh hoàng đệ của cậu đã canh chừng để tìm cơ hội tiêu diệt cậu. Sao nhiều hoàng tử biết vậy là còn chọc giận phụ hoàng cậu chứ? Nhưng ta không thể vì an nguy của mình mà không trả thù cho tứ đệ. Thù của tứ hoàng tử nhất định phải trả, nhưng không nhất thiết là bữa nay. Nè, Lý Mật nói vậy chưa hoàn toàn là vì mình hắn, nhưng cũng không phải đều là vô lý đâu. Hắn với Từ Thế Tích và Dương Bá Đường tình như anh em. Nếu như Lý Mật bị chết, đám người này sẽ không bỏ qua đâu. Dù Lý Mật không chết, họ cũng không giao ra hai thành trì dễ dàng vậy đâu. Húng chi Lý Mật còn phải tự vệ, càng không cho họ làm như vậy. Cho nên trận chiến dần co này là cô bên nào có tính nhẫn nại đó. Thật ra tại sao điện hạ không thể coi như diễn một màn kịch vậy, coi như là quá giải với Lý Mật, để hắn bất lòng cảnh giác giao ra hai thành trì. Chỉ cần hắn giao ra hai thành trì rồi thì mình có thể giết hắn trả thù. Không được, nhất định không thể làm vậy. Điện hạ, hành vi bị ổ giải nhân nhẫn nghĩa như vậy, chỉ có Lý Mật thứ dân đê tiện như vậy mới làm ra thôi. Vậy không lẽ cậu không muốn lấy là hai thành trì hay sao? Nguyên yên trí, ta nhất định sẽ lấy về một cách quang minh chính đại. Lấy cũng phải có đạo nghĩa. Nếu như không dù được thiên hạ cũng giữ không được lâu đâu, trái lại sẽ bị người đời chê cười nữa. Cậu cố chấp như vậy, mai này sẽ bị thiệt một mình cậu thôi. Dù là tan xương nát thịt, ta cũng phải trả thù cho tứ đệ. Lý Mật, Lý Mật, ngươi ra đây. Dù Câu, Dù Câu, em điên sao hả? Lý Mật không biết được đâu. Chuyện gì vậy? Nghiêm hoàng tử, ngươi nói đúng thiệt. Dù Câu nói đời hoàng thượng giao ra Lý Mật để trả thù cho Nguyên Bá. Phụ hoàng của anh già lẩm cẩm, không những không định tội Lý Mật, còn phong hắn là nghĩa quốc công, vậy đâu có thiên lý. Thế nhưng anh đi trả thù với em. Phụ hoàng đã hạ thánh chỉ, không thể giết Lý Mật. Thế nhưng em thì không ngờ anh nhát chết như vậy. Vô Câu, em cũng biết không, người đó là phụ hoàng của hắn đó. Vậy được, anh là họ Lý phải nghe lời phụ hoàng anh. Vậy em họ trưởng tôn, em không cần nghe đâu. Đứng lại. Em không sợ sao? Em vì trả thù cho Nguyên Bá, em không sợ gì hết. Em không sợ thôi, con đại ca của em, con cha nội của em, năm trăm mấy người của nhà trưởng tôn, họ đều không sợ sao? Nhưng mà Nguyên Bá chết thảm như vậy. Em yên tâm, anh nhất định sẽ trả thù cho Nguyên Bá. Nhưng không phải bây giờ, cũng không phải là chuyện nay mai. Nhưng mà em phải hứa với anh, em muốn trả thù thì phải bình tĩnh lại, để tránh làm hơi chuyện lớn. Bộ bình tĩnh thì có thể trả thù hay sao? Nhị hoàng tử có gạt em hồi nào? Vậy anh đừng bao giờ quên nha. Em yên tâm, em về trước đi, anh còn có chuyện phải bàn với đại ca em. Em cũng phải bàn với hai anh, biết đâu em có thể đề ra ý kiến mà. Thôi đừng, em về trước đi, anh sợ em chán. Tại sao vậy? Giờ anh kia dễ em sao? Đại ca biết nghĩ mà em không biết nghĩ sao? Người ta không muốn em chán thôi. Em là nội cáo có gì chứ? Em biết lời của đàn bà không nên nghe phải không? Anh giỏi lắm. Vô Câu, sao ngươi lại nhìn được đó hả? Chị Nhi. Dạ, muốn làm gì? Cho một dĩa thịt bò xào cả nha. Dạ, cho một chút nha. Con nương này, mời Tự Nhiên, mời Tự Nhiên. Cho ta vài món ăn nổi tiếng nhất của tiệm này, còn nữa cho một bình nữ nhi hồng thượng hạng. Mau lên. Dạ, con nương.
cô nương mời. Xin hỏi, còn muốn giùm gì nữa không? Đủ rồi, ta no quá rồi. Cô đừng lo, có ông khách đã tiền rồi. Cô ăn tự nhiên đi. Giờ biết dỗ ngọt ta rồi hả? Tiểu nhị à, lấy đồ ăn phát cho ăn mài bên ngoài đi. Dạ cô nương, cô nương tiểu nhân thay mặt bốn tiệm cảm ơn cô nương, mời cô nương tới ăn thường xuyên. Xin chào cô nương. À, từ từ đây, từ từ đây. Cảm ơn cô nương. Tránh ra, đừng cản đường tiểu tôn cô nương. Cô nương, mời Linh Kiệt. Lại là Lý Thế Nhân phái cho người tới hả? Dạ phải, tiểu tôn cô nương, phải cô nương về phủ không? Cô nương mời. Khuyên Kiều. Trưởng tôn cô nương, mời vào bốn tiệm coi đi. Mời, mời. Trưởng tôn cô nương, cứ từ từ ngắm thưởng nha. Nè cô nương, nếu như cô thích thì cứ cất lại đi. Đã có ông khách kia dặn là nếu như cô nương thấy thích món nữ trang nào của bốn tiệm cũng có thể lấy đi đó. Vậy thì ta không có sáo đâu. Mỗi một kiểu nữ trang ta lấy một chiếc và đưa đi phủ trưởng tôn đi. Dạ được, dạ được, sẽ đưa tới ngay. Xin chào. Trưởng tôn cô nương có phải về phủ không? Khoan đã, ta muốn đi thêm một nơi. Dạ, mời con Linh Kiệu. Ngân Kiều. Dạ. Cô nương, có biểu chúng tôi đi dòng kinh thành suốt ngày, bây giờ ngừng ở đây hả? Không sai, ta muốn coi ai rộng lượng như vậy. Nếu không gặp chủ nhân nhà ngươi, ta không về đâu. Còn không mau gọi chủ nhân ngươi ra đây gặp ta. Rốt cuộc chưa tới gặp em rồi hả Thế Nhân? Lý Mật. Xin chào trưởng tôn cô nương. Chỉ là vô dụng. Ta đã dẫn các người phải hầu hạ trưởng tôn cô nương đàng hoàng mà. Đâu có thể để cho cô nương một mình đứng trong rừng hoang. Công nước ở lầu Phụng Minh và các đồ nữ trang đều là. Các người ở có làm lỗi gì, xin cô nương hãy bỏ qua cho nha. Thực ra ngươi muốn gì? Không, nghe danh trưởng tôn cô nương thẳng thắn sảng khoái, nhà tại hạ cũng xin mạng phép nói thẳng ra. Ân oán giữa ta và nhị hoàng tử sớm cũng phải có kết liễu. Kết liễu? Ngươi tự chặt đầu ngươi xuống vậy là kết liễu đó. Nếu đầu người của tại hạ có thể kết liễu được tất cả mọi chuyện thì không cần tại hạ phải nghĩ cách lấy mua lòng của trưởng tôn cô nương chứ. Thực ra ngươi lại muốn giở trò gì? Ta chỉ là nghĩ cho cô nương thôi. Cô thử nghĩ coi, nếu như tại hạ bị chết, Từ Thế Tích và Dương Bá Đường, hai người đó có bỏ qua vậy không ạ? Binh mã của họ tuy không nhiều lắm, nhưng mà dũng mãnh thiện chiến, tới chừng đó nhất định sẽ làm cho máu chảy thành sông. Ta dĩ nhiên không muốn anh em ta chết vì ta. Cô lại nỡ lòng thấy nhiều hoàng tử của cô bị chết xa trường sao? Tưởng tôi cô nương, chuyện nói qua không ai giáng hồi được đâu. Nhưng chuyện sau này mình còn có thể tìm cách mà. Nguyên bá đã bị chết, còn tìm cách gì nữa? Ta sẽ đích thân đi xin lỗi nhiều hoàng tử, vì nghĩa cho đại cuộc.
Chúng ta nên thành thật với nhau, bỏ qua chuyện xưa mới phải chứ. Bỏ qua chuyện xưa? Không sai. Nghe nói nhị hoàng tử xưa nay rất nghe lời của trưởng tôn cô nương, cho nên lần này tại hạ tới đây là muốn nhờ cõi cô nương đó. Ta vì hai anh em của ta và còn có gì hạnh phúc sau này của nhị hoàng tử, chúng ta nên liên thủ với nhau, hóa thù làm bạn chứ. Lý lẽ này ta không kể với người. Được, ta cho ngươi một cơ hội gặp Lý Thế Nhân. Cảm ơn cô nương giúp đỡ. Lý mật thay mặt vạn dân thiên hạ, cảm ơn đại ân đại đức của cô nương. Đồng huynh, đồng huynh. Chào. Ngươi thiệt là giết hay quá. Vậy hả? Đẹp quá, giữa đẹp ra. Đẹp ghê à. Trưởng tôn cô nương quả nhiên là một người giữ lại hứa. Nhị hoàng tử không tới sao? Hay là có chuyện cần phải tới trễ? Không sao đâu. Chỉ cần cô nương nói tốt vài lời, ta và nhị hoàng tử có ngày gặp nhau thôi. Muốn ảnh gặp người đó hả? Thứ người bỉ ổi như người, thế nhưng không có gặp đâu. Trưởng tôn cô nương à, các người nghe đây, tên này là Lý Mật, giả nhân giả nghĩa, cấu kết với cha con của Dư Văn Thuật, chính là hắn. Trưởng tôn cô nương à, hay là mình trở về nói sao? Thế tiểu nhân bị ỏi, đó làm thì sợ gì người ta nói. Người hạ Trương đại ca phải rời khỏi Trung Nguyên, khiến trại ngã cương bị tan rã hết, còn gài bẫy ở cổ mộ để giết hại các nghĩa quân. Độc ác đến nỗi không bỏ qua em gái của mình, chết cũng không được nhắm mắt. Bây giờ lại bị ỏi đến nỗi lấy hai thành thương viên nhà Hà Dương là trao đổi cái mạng của mình. Hành vi của người thiệt là bị ỏi, không bằng con sức giật giết người, chỉ làm dơ cái kiếm của ta thôi. Đứng lại! Người thích tiểu nhân bị ỏi, tiền tài của người cũng có độc đó, đem về làm ma chay đi. Từ nay gặp bổn cơ nương phải đi đường khác đó nha, nếu không ta sẽ không nể mắt đâu. Hoàng thượng khi dễ Triệu Di Thần tới đây, xin hỏi có chuyện gì căn dặn? Lý Canh Gia bình thần. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng hình như có nhiều tâm sự lắm, có phải không hả? Thiên hạ đương kim như đình mà chưa, còn Thương Dương và Hà Dương hai thành là đất mà xưa này binh gia nào cũng muốn chiếm lấy, nhưng trong lúc này lại chưa có tin tức gì thì khiến trẫm khó được yên lòng. Hoàng thượng, trẫm không phải ép người, nhưng mà hai thành này ngày nào chưa hàng, đại cục thiên hạ sẽ chưa được ổn định. Chuyện này ảnh hưởng tới vạn dân thiên hạ, trẫm thì thấy lo lắng quá. Bóng hoàng thượng, Di thần đã ráng hết sức của mình để thuyết phục hai vị anh em của thần, nhưng mà chuyện hiến thành là một chuyện lớn đó. Họ phải nghĩ cho các người ở trong thành, phải nắm vững tình hình và biết được hoàng thượng có lòng thành và mới có thể hành động chứ. Lý Khanh Gia, lòng thành của trẫm anh ấy đều thấy rồi mà. Chỉ cần ai chịu quy hàng đại đường mình, không phải phong hầu thì phong tước. Chỉ nói Lý Khanh Gia, trẫm đã bỏ qua chuyện xưa rồi. Hoàng thượng, chỉ vì dây thần với nhị hoàng tử còn có sách mít nên họ mới thấy ngại thôi. Nhưng mà xin hoàng thượng hãy yên tâm đi, hoàng thượng tới với dây thần như vậy, dây thần nhất định sẽ thuyết phục họ mà. Bây giờ chỉ mất thêm một ít thời gian thôi, dây thần xin hoàng thượng hãy chờ mà coi đi. Trẫm chỉ mong thiên hạ được thống nhất, cái chuyện này phải làm phiền Lý Khanh Gia đó. Thần tuân chỉ.